Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho anh em là những cái điểm phiên ở trong cái bộ môn tài xỉu ấy. Hiện nay ấy, thì những cái điểm phiên đấy anh em có thể là soi được những gì, đúng không? Thì trong cái lịch sử phiên thì nó có những con số, ví dụ như là đó là chạy cầu là 12 này, đấy, 13 này, và 11 và chỉ 10, đúng không? Đấy, cả 8 đấy nữa luôn. Đấy, chỗ cầu ba mang này tại sao nó lại chạy ra được cầu ba này, nó có liên quan gì đến nhau? Thì thông thường mình sẽ so ví dụ 12 này như con tài 13 này, đúng không? Và do là đây là cái bộ đôi của nó ra rất là nhiều, thì 12 13 thì không có thiếu được 11 rồi đấy, sau đó thì nó vẫn sao chạy ba ba với xỉu 9 thì 10 thì không được thiếu được con 98 và một kép 10 nữa, đúng không? Trong các trường hợp này thì anh em có thể làm bắt thêm cầu 3 và 8 là sẽ em sẽ lên được cầu tài, ví dụ là cầu 14 chẳng hạn, đúng không? Thì em sẽ làm lên được cầu tài 11 nữa và cái cầu cần chỉ 7 này nha. Tại vì sao 14 lại xuống lên cầu tài 11 được? Bởi vì là 14 này là một cái điểm sau cầu 8, nó sau tiếng chỉ 8 thì 14 này ra rồi, còn 11 nữa thì nên mùa này nó sẽ chỉ là một cái điểm ra để cho kết thúc của cái điểm ở ba ba thôi, chứ không được có ba ba ở đây thì nhé. Bởi vì mùa nó sẽ leo lên con số 7, khi mà 11 lên số 7 thì nó thuộc cái dạng là của 11 rồi, thì 7 chất lượng của nó thì nó lại ở với con tài 13, chưa 13 này thì nó lại có thể được xuống con số 8 để trở thành 1 8 này cũng lên tài 12, đúng không? Trở thành 1 để mà nó biết gãy chưa, để biết cầu gãy chưa thì mình soi lại ở cùng chỗ này đi. Đây là một con số 7 thì đó là xỉu, tức là tiếng Anh sẽ là gãy cầu cái này nhá. Hoặc là nếu còn đây là một cái điểm tài chẳng hạn như tài 13 chứ phải là 7 đây, thì tỷ lệ cái điểm tài nó rất hơi lâu, rất là không được gãy nhá, thì nó phải vì xỉu thì nó không gãy xỉu được, đúng không? Vì trong cái cầu này mình soi thì nó có thể là cân đối là từ tổng điểm ở trên của khoảng hai cửa là 25 trên 25, thì nó gọi là cân bằng nhau, nó có thể là 27 23 cũng được, chứ đừng có 30 và 20 thì nó áp dụng được cái cách soi này vào đâu. 12 15 thì nó cũng có thể là chạy thêm điểm tài đúng không, có thể là tài 11 đó là 14 đúng không, ok. Tiếp tục anh em này, thì cái con tài 14 ở đây nhá, thì đây theo dạng cầu bị 12 15 14, thì thông thường ở các dạng cầu bị này thì nó phải bắt tiếp là một con tài 16 nữa luôn được luôn này, bởi vì là trong cái cầu 11 này thì sau cầu 1 thì mình hay bắt cầu bị, hoặc là sau cầu bị thì mình hay bắt cầu 1 hoặc là cầu 1 21. Trong cái trường hợp này thì nó hay xảy ra rất là nhiều, đây chỉ 10, vì do số chỉ 10, 10 có thể chạy lên con tài 11 và 11 thì tài 12 chỉ 121. Em nhớ cho mình là sau cái cầu bịt này nó chỉ có chạy được là cầu 11 này và cầu 121 anh em nhé, không có cầu 22 như ngày xưa nữa, bởi vì là ngày xưa trong cái những cái cầu ngày xưa nó hay ra là mình hay chỉ như là cầu bịt tài, sau đó là cầu bịt xỉu này, nó hay chạy như thế luôn. Nhưng bây giờ rất là khó cái trường hợp để nó xảy ra nhá, nó hiếm thôi, rất là hiếm. Ở trăm tay thì mình có một tay như thế, mình có một cầu như thế, đúng không? Đấy, thì miễn làm sao nó khác ở cái điểm cầu trước, ví dụ trước cái cầu bị tài là cầu 1 rồi, thì sau cầu bị tài thì nó phải là cầu 121 hoặc là cầu 212, đúng không? Đấy, thì anh em nhớ được cho mình. Nếu bên trước cái cầu bị tài đấy là cầu 121 thì sau cầu bị tài thì nó là cầu 11 thôi, rất là đơn giản để nhận dạng được cái cầu ở trong cái bộ môn tài xỉu bây giờ hiện nay nó phổ thông như vậy. Đó, thì mình hiện tại mình đang nói về những con game bài đổi thưởng, chứ còn những con game ví dụ như là game ngày xưa có cổ ngày xưa thì những con đấy thì trong cái cầu này thì áp dụng vào nó cũng không hợp lý cho mấy. Là vì thế thì anh em nên lựa chọn những con game bài để thưởng lớn như bây giờ, như con 68 chẳng hạn, thì anh em chơi những con đấy thì mình cảm thấy là phù hợp hơn, và mình đang lấy những cái thông tin là lấy dữ liệu chính xác từ những con game
bài đổi thưởng nó ra đây để cho anh em sẽ so sánh và cũng sẽ soi sẽ dễ hơn. Ok, tiếp tục. Ví dụ như ở trong trường hợp này nó xảy ra là 10 thì nó lên tài 11, 11 là số nằm đó lên cái tài 12 nữa thì đây nó đang trận cầu 121 đúng không? Thì anh em có thể phân tích, ví dụ như ở đây đang là 26 và đây 24 thì anh em sẽ bắt tiếp đây sẽ có thể là một con xỉu 12 xuống một con xỉu 9 này. Đấy, thì tiếp tục anh em có thể là góp thêm một con tài 13 luôn nha, bởi vì là đây là chỉ cầu 121 rồi đúng không? Vì những cái đây là những cái bước mà mình soi ở những con số ở những cái điểm viên. Đấy, mình thấy cực kỳ là chuẩn và chính xác. Và tiếp tục, nếu như mà trong trường hợp này anh em muốn đi trong cái mức vốn gọi là ổn định thì ví dụ mình sẽ lấy mức vốn là 10 củ đi. Đấy, 10 củ đi thì mình sẽ suy ra 10 củ này mình sẽ đi là mỗi tay là 2M. Đấy, mình chỉ cần là 5 tay thôi. Đấy, chỉ cần là 5 tay là mình đã có thể là chốt được rồi anh em nhé. Đấy là gọi là chơi cách chơi nhanh gọn. Còn nếu mà với cái mức vốn 10 củ mà muốn đi chơi nhiều tay ấy, thì mình sẽ đi 1 mét một tay đúng không? Thì anh em vẫn là có mức lãi như thế, mức lời như thế, nhưng mà anh em sẽ được chơi là với tầm 10 tay được. Trong cái cầu soi này anh em bắt được đây nhưng kể cả 20 tay thì anh vẫn có thể chơi được, tại vì 500k một tay vẫn có thể là ok được anh em. Và tiếp tục, nếu như mà anh em muốn đi theo kiểu gấp thiếp thì anh em sẽ đi là ví dụ tay một này, một tay này, 1 mét này, tay sau 2 mét này, đó, tay 3 mét này, anh em lại quay lại từ đầu 1 mét tiếp là 2 mét tiếp và 3 mét tiếp, là cứ thế thôi. Đấy là cái bước đi vốn gọi là theo như kiểu là gấp gấp đấy đúng không? Tay một nếu dụ đen gãy chẳng hạn thì tay thứ hai phải gỡ, nếu mà tay thứ hai đen gãy thì tay thứ ba phải gỡ hết là 2 tay trước được chưa? Đấy, vẫn đầu đấy ngay là mình bắt đầu là nhẹ từ đầu, đúng tiếp thì lại hút, đúng tiếp là hút, đúng tiếp là hút. Đấy, thế là vì thế đây chỉ là một cái cách đi vốn để khi mà anh em bắt được những cái sai thì anh có thể sửa được em nhá. Còn đây là những công thức soi cái sự phiên của mình. Đấy, có thể thắng từ 95% có thể lên đến là 99% luôn em ạ, bởi vì là mình chơi mình áp dụng khá là thành công từ công thức này rồi. Thế là vì thế em nên lựa chọn những con game bài đổi thưởng để tăng cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn những con game cổ ngày xưa em nhá. Đấy, thì em cứ chỉ cần là soi chuẩn cái điểm phiên như mình chỉ đây là được, không cần là phải tính toán gì nhiều cho tao đầu nhé. Ok, thì anh em phải tham khảo công thức này và áp dụng một cách thành công nhé. Chào tất cả anh em và người bye.